Dạ vâng, cửa hàng ô tô Cút Hải Phòng xin kính chào toàn thể quý vị, quý anh chị bạn. Chào mừng mọi người đã tiếp tục và quay trở lại đồng hành cùng với em trong video ngày hôm nay nhé. Vâng, trong video clip ngày hôm nay em gửi đến cho quý vị xem một cái mẫu xe mới về cửa hàng. Vâng, đó là một chiếc xe Honda Civic các bác nhé, được sản xuất 2008. Một chiếc xe mang phiên bản số tự động với động cơ máy 2.0, bản full các bác nhé, bản full club. Vâng, với giá tiền chỉ có hơn 200 triệu đồng thôi là các bác nhà mình đã có thể sở hữu ngay một chiếc xe tư nhân chính chủ gia đình đi. Phân khúc hạng C quý vị nhé, một chiếc xe phân khúc hạng C, xe bao chất bao đẹp cho mọi người. Đấy, bác nào đang có nhu cầu sở hữu cái mẫu xe này, alo trực tiếp cho em nhé, qua hai số điện thoại 0906034285 hoặc 0866010016 nhé, để được sở hữu ngay cái mẫu xe Honda Civic đời 2008 này với giá tốt nhất có thể quý vị nhé. Xin mời các bác cùng em đi vào chi tiết ở cái mẫu xe này. Xe thì được đeo biển kiểm soát của Hải Phòng 15A54846, trang bị cái nước sơn màu đen nguyên bản. Đấy, hệ thống la răng đúc, 4 bánh la răng kép. Đấy, 5 chấu kép nguyên bản của xe. Xe bao đẹp cho mọi người, không đâm đụng tai nạn và không ngập nước. Đời 2008 phiên bản tự động. Tiêu thụ con này thì nó tầm khoảng 10 lít trên 100 cây. Nó là động cơ 2.0 quý vị nhé. Về phần đuôi xe thì bác chủ xe có trang bị hệ đuôi gió và có cảm biến chống va chạm đầy đủ hết, bô kép, đấy, lốp dép dày, sơn xi rất là đẹp luôn các bác nhé. Xe về hoàn toàn sẵn đi thôi, các bác không phải làm gì hết. Mời các bác vào phần nội thất của xe ạ. Đây các bác nhé, con này là một chiếc xe bản đủ, nó có trang bị hệ thống ghế điện nhé. Đấy, có hệ thống ghế điện, có cửa sổ trời. Đấy, chân nỉ nguyên bản, hệ thống màn hình xịn sò đầy đủ hết, vô lăng tích hợp túi khí và các phím bấm. Đấy, nội thất ghế da đẹp. Đây, phần tắp ly cánh cửa các bác nhé, hệ thống tắp ly cánh cửa này. Đấy, keo chỉ bên cánh lái là nguyên bản nhé. Đấy, đây cái bảng tổng chỉnh gương kính của nó đây, bác xem đi. Đó, đời 2008, tất cả cột kèo đinh bấm nhà máy đây đều là zin hết các bác nhé, đều là zin nguyên bản hết luôn. Đấy, xe cam kết cho các bác là không đâm đụng tai nạn, không ngập nước. Một chiếc xe khá là đẹp luôn. Đây em sẽ mở cốp cho các bác xem phần cốp của nó này. Vâng, đây là phần khoang cốp đằng sau để đồ nhé các bác nhé. Đấy, cốp rất là rộng luôn. Đây ạ. Đó, cốp cực kỳ rộng rãi nhé. Gầm bệ của nó thì được chủ xe dán chống ồn ngay từ mới đến giờ. Đấy, đây các bác xem này, xe bao đẹp cho các bác luôn. Đời 2008 hơn 200 triệu rồi. Đấy, keo chỉ bên cốp, nắp cốp vẫn là gì này. Đây, phần đuôi xe là có trang bị bô kép này, hệ thống bô kép nha các bác nhé. Đấy, cảm biến này. Đó, lốp dép dày luôn, 4 thắng đĩa. Đấy, 4 thanh đĩa đầy đủ hết. Đây là phần tắp ly bên phụ này. Xe là cam kết cho bác là không khoan đục và không có dịch vụ nhé. Không dịch vụ, không taxi gì cả. Đây, phần tắp ly tắp lô của nó này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác này. Đó, nội thất đằng sau đây ạ. Với phần nội thất con này đằng sau thì nó là ghế da nguyên bản. Tại vì là ghế đằng trước nó hơi bị nó cũ quá cho nên là bác chủ xe bác thay hai ghế đằng trước, còn hai ghế sau thì bác chưa thay. Đấy, hai ghế sau thì bác cũng chưa thay cho nên là bác muốn thay nó đồng màu hơn ấy thì các bác phải thay nhé. Đây, nó tắt đằng trước thì là ghế da bọc mới rồi, còn đằng sau thì vẫn là ghế da nguyên bản. Con này máy của nó thì đã chất luôn. Đây, cột kèo của nó thì cam kết cho các bác là không có đâm đụng tai nạn, cột kèo sắt xi nguyên bản nhé. Đây, tắt ly này. Đấy, keo chỉ đây. Đó, xe khá là ok luôn các bác, xi nhan trên gương. Đăng kiểm thì đến tháng 5, đến 30 tháng 5. Đấy, thì còn một tháng đăng kiểm nữa thì bên em sẽ hỗ trợ đăng kiểm cho mọi người, hoặc các bác vào tên các bác đăng kiểm mới cũng được. Hệ thống đèn bi trang bị bằng bi cầu nhé các bác nhé, đèn bi salon nhé, rất là sáng luôn. Đấy, gầm bệ thì miễn bàn rồi. Đây em sẽ mở máy cho các bác xem cái phần máy của nó này. Được trang bị động cơ 2.0 thì máy nó khá là khỏe. Bản 1.8 thì nó sẽ là bản thiếu nhé, nó không có cửa sổ trời và không có ghế điện.
đổi lại thì con đấy thì nó sẽ tiết kiệm hơn, cái bản 2.0. Hệ thống điều hòa auto nhé bác nhé, điều hòa auto màn hình đầy đủ hết. Đấy. Xe quá ok luôn các bạn. Đây. Máy rất là ok, rất là êm nhé. Bây giờ em sẽ mở máy cho nó quét xem phần máy của nó nhé. Máy rất là êm luôn. Đây em sẽ mở máy cho bác xem phần máy này. Đó, cái giật lắp cabo nó bị tột rồi mọi người ạ. Đây. Cái giật lắp cabo nó bị tột thì bên em sẽ làm sau nhé. Em sẽ mở xem mở được không nhỉ. Hơi bị cứng ạ. Đây nó hơi bị cứng không mở được. Tôi xin lỗi mọi người, định mở cho các bác xem cái phần phần khoang máy nhưng mà nó bị tụt cái phần mở lắp cabo. Máy rất là êm luôn. Ngồi bên bên trong phần khoang máy không nghe tiếng máy nổ luôn các bác ạ. Máy rất là êm nhé. Đấy. Máy nổ rất là êm, đều tiếng máy. Vâng ạ, vừa rồi thì em đã lên sóng cho các bác một cái mẫu xe Honda Civic đời 2008. Cái này thì với giá tiền chỉ có hơn 200 triệu. Đấy. À, 200x tiểu học thôi. Bác nào đang có nhu cầu sở hữu cái mẫu xe này thì alo trực tiếp cho em nhé, qua hai số điện thoại 0866010016 hoặc 0906034285. Các bác có thể là alo trực tiếp hoặc kết bạn Zalo nhé để được tư vấn cụ thể các bác nhé. Đấy. Bên em còn rất là nhiều những mẫu xe mà giá rẻ của bác nữa. Em mới về một chiếc xe i10 đây này. Con này i10 mới về đời 2018 bản đủ nhé. Đấy, 276 triệu. Đấy. Thì còn rất là nhiều những mẫu xe mới về nữa. Thì bác nào đang có nhu cầu sở hữu mẫu xe nào thì alo trực tiếp hoặc kết bạn Zalo trực tiếp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong cái mẫu gì lần sau ạ.